Chiều hôm nay, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 do ngành thuế quản lý ước đạt 743.003 tỷ đồng, chiếm 54,1% dự toán và bằng 94,2% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu ngân sách trung ương đạt khoảng 60% dự toán, và địa phương đạt gần 50% dự toán. Có 11 trên 20 khoản thu và 19 trên 63 tỉnh thành có tiến độ thu đạt trên 55%. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt khá đang nhờ quyết liệt trong chỉ đạo điều hành thu. Đồng thời, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện tốt chức năng quản lý thuế, kịp thời giải quyết mọi khó khăn vướng mắt, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế an tâm phát triển sản xuất kinh doanh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách trong 6 tháng cuối năm, ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành thuế có giải pháp thu sát với tình hình thực tế, triển khai kịp thời hiệu quả các giải pháp về gia hạn, miễn giảm thuế đã được ban hành, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh số hóa công tác quản lý thuế, tăng cường các biện pháp phòng chống gian lận quá đơn điện tử, quản lý chặt chẽ hoạt động thương mại điện tử kinh doanh trên nền tảng số, thực hiện giải pháp thu hồi nợ động, nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực.